Chào các bạn, hôm nay mình mới vừa đi rừng về khai thác được một ít cái vật liệu, nguyên liệu, cái rễ thuốc để mà cái này thì mình lại làm khô, gửi cho một số anh em để ngâm rượu nha các bạn. Đó, những cái vị thuốc này trên kênh Phước Hòa Trần mình đều đã chia sẻ cả, nhưng mà lần này đó, mình nói lại một lần nữa thật là kỹ để anh em tự tìm kiếm có thể làm. Hoặc nếu như anh em ở các thành phố hoặc những nơi khó khăn thì mình có thể gửi giúp cho anh em nha. Đó, cái này chỉ có một ít mình làm tượng trưng nha các bạn. Đây là cái sâm, rễ sâm câu đỏ này. Các bạn biết quá nhiều trên kênh mình rồi, mình không nói lại nha. Một cái loại thứ hai đặc biệt quan trọng mà nhất thiết, dứt khoát phải có nha các bạn. Đây là rễ của cây vú bò. Đó, rễ cây vú bò nha các bạn. Nó có cái lá ba chia như vú con bò đó, kể cả cái quả của nó. Đó, cái này mình đã chia sẻ trong kênh, các bạn vào xem nha. Một cái thành phần, cái rễ các bạn thấy tưởng chừng như nó khá to như thế này, nhưng thiếu nó thì bài thuốc không kết quả nha các bạn. Đây là rễ của cây gòn mà mình cũng đã có dịp chia sẻ trong kênh Phước Hòa Trần rồi. Đó, cái cây gòn mà mình hay lấy cái bông của nó để dòng gối nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Một cái quan trọng, thấy chừng như đơn giản nhưng rất quan trọng trên cái thân cây mình đang quay, các bạn xem đây. Đây là cây vũ giả. Quê mình gọi là cây mũ giả nha các bạn, mà nó có cái quả chín màu vàng vàng mà thở các cỏ chăn bò rồi chúng ta hay ăn đó. Cái thân cây của nó thì trong cái bài thuốc mình có chia sẻ là cho phụ nữ sau khi sinh đó, là ăn ngủ ngon rồi giúp bổ máu nè, rồi tăng cường cái chức năng tiêu hóa này. Ngoài ra nó tăng sinh lực bổ máu rất là tốt nha các bạn. Đó, một cái thành phần khác mà mình đây thì các bạn nhìn thấy đã biết rồi. Đây là rễ và thân cây cỏ xước. Mà cái này thì mình đã chẻ nhỏ ra là đem phơi khô rồi nha. Một thành phần khác cực kỳ quan trọng mà không phải lúc nào các bạn cũng có thể tìm ra. Đây là rễ cau treo. Bình thường thì mình cũng không có làm quá khô như thế này các bạn. Bởi vì không có nhiều để làm quá khô như thế này, rồi nó cũng không tốt bằng là chúng ta ngâm phơi khô đến 50-70% thôi. Nhưng mà đây một số bạn rất quá cần gửi đi để ngâm rượu, cho nên mình phải khô, mình phải làm thật khô, chẻ nhỏ như thế này. Rễ cau treo nó ra trong cái những cái đầu mùa mưa nha các bạn, sau những cái ngày hè đó, hoặc là trong mùa xuân. Còn bình thường là các bạn khó tìm ra cái rễ này. Đó, một vị, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, tất cả nó có 5-6 vị đây nha các bạn. Đó, những cái này thì các bạn về cái chúng ta tìm được về là chúng ta rửa nó thật sạch sẽ, xong chẻ nhỏ ra những cái nguyên liệu giống như mình nói này. Các bạn hiểu chưa? Rồi chúng ta đem thái mỏng ra, như cái đây thì các bạn chẻ nó thành từng sợi như cái mình làm kia. Còn những cái dạng thân như thế này nè, rễ lớn như này, là chúng ta băm các lát mỏng rồi đem phơi thật khô nha các bạn. Rồi, những nguyên liệu này thành phần á, các bạn có thể tìm với cái tỷ lệ bằng nhau. Rồi sau khi phơi khô xong là chúng ta trộn đều và đưa lên bếp củi truyền thống đó. Chúng ta sau vàng hạ thổ đó nha các bạn. Đó, sau đó thì chúng ta chuẩn bị cái rượu gạo, cái rượu gạo mà nấu truyền thống nha. Nấu mang truyền thống nha các bạn. Nó tầm khoảng 40 độ là đẹp nhất. Rồi cứ mỗi ký như thế này theo cái cách của mình các bạn có thể ngâm từ 7 lít rượu trở lên. Có những bạn là một cái ký nó rất là nhiều nha, các bạn có thể ngâm được đến khoảng 10 lít. Rồi chúng ta uống rất là lâu dài. Mình chắc chắn rằng qua phản hồi của nhiều bạn trên kênh chứ không phải mình tự nói nha. Có nhiều bạn sau khi đã dùng cái bài này, một số bạn tự làm, mà đa số thì mình gửi cho các bạn á là nó cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, những cái bài như thế này thì nó mạnh hơn những cái bài chỉ có 3 vị. Bài ba vị thì mình thường gửi cho các bạn mình đã ngâm rượu sẵn, ví dụ như rễ cau treo này, sâm cau đỏ này, đó, và cỏ xước. Thì cái bài đó, cái bài phổ thông nó nhẹ hơn, còn những cái bạn mà cần cái bài mạnh hơn thì phải đủ 6-7 vị như thế này. Đó, mình chắc chắn rằng cho dù các bạn cần mình gửi hay là các bạn tự làm đều sẽ cho một kết quả cực kỳ tốt, miễn là các bạn làm đúng như mình nói. Đó, hôm nay đi về thì một lần nữa là chia sẻ cái video này, mong các bạn áp dụng mà các bạn không hỏi lại mình nữa, bởi vì mình đã chia sẻ rất là nhiều. Lần này thì sẵn nguyên liệu mới về mình nói nha các bạn. Đó, áp dụng như thế là các bạn sẽ có một cái sức khỏe cực kỳ tuyệt vời, giúp ăn ngủ ngon nè, tăng thể lực nè, rồi bồi bổ cơ thể nè, thải độc cơ thể nè, và đặc biệt nó giúp cho mình thăng hoa trong cuộc sống nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Phước Hòa Trần của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của mình.